Trong tháng 6, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và nhiều vấn đề dư luận quan tâm như cấp nước sạch sinh hoạt ở thành phố Vinh, hàng loạt dự án treo chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng mục đích, giá xăng dầu tăng ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống người dân, công tác thu hút đầu tư, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, tuyên truyền ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông tin đến các cơ quan báo chí công tác chuẩn bị cũng như một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đây là kỳ thi quan trọng, Sở Giáo dục Đào tạo mong các cơ quan báo chí quan tâm, tập trung tuyên truyền, góp phần cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và an toàn tuyệt đối. Cũng tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã trả lời ý kiến nhà báo quan tâm về dự án của FLC đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An không triển khai, làm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất.